Hiện tại mình mới mở một shop bán robot, mua robot với giá siêu rẻ 10k, 80 robot đã thuế và đang khuyến mãi 20% khai trương. Shop mình có nhiều mini game vô cùng thú vị và cực kỳ dễ trúng. Có dịch vụ mua game pass và cày thuê phục vụ cho tất cả mọi người. Shop mình đảm bảo bởi Thịnh Nè, nhập có Thịnh Nè để được nhận 20% khi mua. Ở phần 1, Pindra chỉ là một cậu học sinh vui vẻ hòa đồng và có tham vọng muốn trở thành người mạnh nhất để bảo vệ tất cả mọi người xung quanh. Và Pindra có một người bạn tên là Cu Đỏ. Hai người chơi rất thân với nhau từ nhỏ và cùng nhau lớn lên tại một hòn đảo trong vùng biển Bodfus. Hàng ngày, Rindra và Cu Đỏ đều đến lớp để được huấn luyện trở thành kiếm sĩ. Ở lớp học, Rindra nghe thầy nói về truyền thuyết đánh bại Seabeast và sẽ được nhà vua phong chức cận vệ. Và thế là Rindra và bạn anh ấy đã tìm ra mục tiêu mới để chinh phục. Sau đó, cả hai đều trao kỷ vật làm chứng cho tình bạn của họ và cả hai đã cùng tách nhau ra khơi để tìm ra quái vật Seabeast. Trong lúc ra khơi thì Rindra đã bắt gặp và đánh bại con quái vật Seabeast đó. Cuối cùng, Rindra đã đạt được mục tiêu và trở thành cận vệ của nhà vua. Với tham vọng trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thì Rindra đã tìm đến một nơi cất giấu một thanh kiếm bí ẩn. Sau khi thành công có được thì anh ta đã mất trí nhớ và bị điều khiển bởi thanh kiếm. Cu Đỏ sau khi nghe tin bạn của mình đã đánh bại được quái vật thì đến chúc mừng nhưng bị Rindra đuổi, như hai người chưa từng quen biết. Khi Cu Đỏ biết được chuyện của Rindra thì cậu ấy liền muốn lấy lại ký ức cho Rindra. Và xảy ra một cuộc chiến đến sau này mà ai cũng đều biết. Cu Đỏ đã thành công trong việc lấy lại ký ức, nhưng Rindra lại mất đi một người bạn. Còn phần 2, Rindra mang danh của một kẻ vô ơn. Anh ta cô đơn và chỉ biết trốn trong một gốc cây để sống. Vì mang nỗi đau tinh thần quá cao nên anh ta quyết tâm hồi sinh bạn của mình. Nhưng cho dù thiết bị tân tiến đến đâu thì cũng không thể hồi sinh một người đã mất. Anh ta tìm tòi trong thư viện và nhớ mãi một câu được ghi trong cuốn sách cổ: nếu như tiêu diệt được 1.000 linh hồn thì có thể cứu sống được một người chết. Thế là anh ta đành tin vào cuốn sách đó và tham gia vào kế hoạch xâm lược nước khác của nhà vua. Mang cho mình sức mạnh bất khả chiến bại nên anh ta có thể dễ dàng tiêu diệt những người vô tội. Ê, ra đằng kia chơi đi, ở đây chán quá. Ok, đi ra kia chơi cũng được. Sư Thằng này ăn sáng gì ta? Dạ mẹ úp mặt vô tường đi, không chơi hiến mắt nha, con đi trốn đây. Ông Liêm có nhà không à? Sao gọi ngoại ông ra mở cửa vậy? Đã ăn sáng nè. Tôi đây. Dạ ăn sáng em. Ok. 90, 100 đi tìm nha. Trốn kỹ vô. À, thấy nhà trốn ngu như chó ai đẻ vậy. Con trốn dở quá, mốt thử lại nha. Ngày đánh nhiều cáo được, già ngủ giấc. Ủa, cái gì đây? Như thằng đó là... Đó là Deep Ram hả? Chúng ta đã giết hàng trăm người, mà giờ hắn lại đến đây. Mình phải đi báo tin lại cho mọi người mới được. Ủa, tớ coi úp mặt vô tường mà. Thôi, mẹ nhường con đi. Chơi kìa má, không biết thằng nào đẻ. Ok. Mọi người ơi, thằng Rindra đến đây rồi. Em và con chạy thì mới chạy đi. Ủa, còn anh thì sao? Bây giờ em mới chạy trước đi. Anh sẽ chạy vào trong làng báo tin cho mọi người biết. Ôi con, mình cơm thì nó chạy trốn nữa. Ủa là báo tin dữ chưa? Má chạy nhanh hơn vợ con nữa, má biết sao cưới này. Nhà vua ơi, thằng Rindra là đến đảo chúng tôi và đã giết toàn bộ người trên đảo rồi à. Hãy mau đến giúp bọn tôi. Có chuyện vậy sao? Lính đâu? Đem những người dân vô tội vào một nơi an toàn. Ngày mai chuẩn bị thuyền ta sẽ đi đánh bại hắn. Dạ dạ, cảm ơn nhà vua rất nhiều ạ. Rồi, này thật đúng là đủ tiện nghi. Giờ chỉ cần đợi nhà vua giết tên kia thôi à, mình có thể trở về với quê hương rồi. Thank you.
Ribbinra đi chiếm mọi hòn đảo thì có một kẻ gián điệp được giao nhiệm vụ theo dõi Ribbinra. Mọi hành vi và tung tích của Ribbinra thì tên này đều biết. Hắn là người sẽ có mặt sau khi Ribbinra vừa quét sạch xong một hòn đảo và âm thầm báo cáo cho nhà vua. Ribbinra đi tới đâu thì nơi đó trở thành một nơi hẻo lánh và không còn một ai sống sót. Kể cả những người được cử đi để khử Ribbinra, nhưng không thành công vì Ribbinra quá mạnh. Tên gián điệp tiếp tục theo dõi Ribbinra. Hòn đảo này chính là hòn đảo cuối cùng và kế hoạch của nhà vua chuẩn bị bắt đầu. Sao cái tên gián điệp này lâu thế nhỉ? Đã hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa về. Thưa nhà vua, tôi đã tìm ra hắn ở hòn đảo Huyền Hải Tặc. Chúng ta mới xếp xếp đến đó thôi. Nhìn hắn có vẻ yếu hơn nhiều so với ban đầu rồi ạ. Được, tốt lắm. Mau chuẩn bị mọi thứ đi. Ta nôn gặp hắn lắm rồi đây. Nhớ làm mọi việc suôn sẻ, không là đầu ngươi cũng sẽ bay ngay lập tức. Dạ, để em kêu mọi người sắp xếp. Nhà vua cứ yên tâm nghỉ ngơi. Lâu ngày không gặp, Ribbinra. Ta đến thăm người đây. Có vẻ người đã giúp ta khá nhiều nhỉ? Ông muốn cái gì? À không, ta chỉ muốn tới xem người như thế nào thôi. Ta có một món quà cho ngươi đấy. Về đằng sau ngươi đi. Hả? Đằng sau? Cái gì? Thú đỏ? Hai người có vẻ hỏi thăm nhau xong rồi nhỉ? Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi. Cuộc vui nào cơ? Cú đỏ. Chúng ta xong việc rồi, quay trở về thôi. Thật ngu á. Tại sao ngươi có thể nghĩ rằng bản thân mình có thể hồi sinh được người chết? Cuốn sách cổ mà ngươi đang đọc trên tay, chính tay nhà vua đã viết ra để lừa ngươi vào kế hoạch của ông ta mà thôi. Ông ta biết ngươi thường tới những nơi nào, và chính tay ông ta để đặt cuốn sách ở vị trí mà ngươi hay để ý. Sau khi ngươi nhặt cuốn sách đó lên thì ông ta biết chắc rằng ngươi sẽ đến tìm ông ấy ngay và luôn. Đáng thương thật đấy. Ôi, ủa trời tối rồi hả? Cái gì? Vậy cha? Cha, điện cha đây trốn đây ngủ vậy? Trời ơi, đi học về mệt quá, lên đây nằm chiêu chiêu ngủ xíu. Ê, chị nét sao bị má đuổi thôi nha. Có đâu tao làm gì cho nét tao, xin ngoan mày nói gì vậy? Trời, thấy bằng tao nè, lên răng điện thoại nè. Trời ơi, chơi Free Fire hoài bỏ đi, cái game đó nó không có hay đâu. Nói gì mày, Free Fire muôn năm. Ê, trời tối rồi mày, về nhà ăn cơm ơi, má la chết hai thằng bây giờ á, ngày mai còn đi học nữa. Đi. Trời ơi, chạy chứ nha. Ê, đi từ từ, chờ tao với. Trời ơi, đi từ từ rồi. Thế giấc mơ hôm qua là sao vậy nhỉ?